Quả liệu có tính nhuận táo và thu liễm, mang lại nhiều công dụng như giải khát, sinh tân dịch, xe ruột, cầm tiêu chảy, cầm lỵ và cố thận. Quả liệu trong đông y gọi là thạch liệu, có vị ngọt, đi vào kinh vị, tác dụng dưỡng vị âm, thanh vị nhiệt, thúc đẩy tạo doanh huyết. Bên cạnh đó, liệu lại đi vào thận, có tác dụng bổ thận tinh, mạnh lưng gối, cải thiện chức năng não, tăng cường trí nhớ và khả năng tư duy. Theo các nghiên cứu y học hiện đại, quả liệu chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như chất xơ, kali, vitamin C, K. Đặc biệt, liệu giàu chất chống oxy hóa nhờ có punicalagin và acid punicic giúp bảo vệ cơ thể và hỗ trợ sức khỏe. Đây là loại trái cây ít calo, ít chất béo nhưng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, quả liệu có chứa nhiều vi lượng như kẽm và magie. Khi thiếu kẽm, các hệ thống trong cơ thể bị ảnh hưởng, gây ra các triệu chứng như trầm cảm, lo lắng, đặc biệt ảnh hưởng nhiều đến thanh thiếu niên. Ăn quả liệu giúp bổ sung kẽm, không chỉ thúc đẩy sự phát triển cơ thể mà còn hỗ trợ phát triển trí tuệ, giúp hình thành tính cách tích cực. Đây cũng là một cách tốt để hỗ trợ điều trị các bệnh lý sinh lý nam giới. Thiếu magie có thể gây trầm cảm, sợ hãi, căng thẳng, chóng mặt hoặc co giật tay chân. Ăn liệu giàu magie có thể cân bằng điện giải, ổn định màng tế bào hệ thần kinh trung ương và có tác dụng an thần. Quả liệu là loại quả bổ dưỡng có giá trị dược liệu rất cao. Tuy nhiên, việc sử dụng cũng cần có những lưu ý để phát huy tối đa tác dụng, đồng thời hạn chế các tác dụng không mong muốn đối với sức khỏe. Những lưu ý khi ăn quả liệu: không nên dùng liệu cùng dưa hấu. Dưa hấu tính lạnh, liệu tính ấm, ăn chung dễ gây tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, cũng không nên dùng liệu cùng với cà chua, bởi vì cà chua khi ăn chung với liệu có thể làm giảm hấp thụ dinh dưỡng và gây hại cho dạ dày. Liệu không ăn cùng với khoai tây, khi kết hợp liệu với khoai tây có thể gây ngộ độc, không tốt cho sức khỏe. Liệu không nên ăn chung với các thực phẩm giàu canxi. Liệu chứa tannin, khi kết hợp với canxi trong sữa, cua, tôm, một số loại cá sẽ tạo thành hợp chất gây khó tiêu, đau bụng, buồn nôn. Người bị cảm sốt không nên ăn liệu. Liệu có tính thu liễm, không nên dùng cho người bị cảm sốt vì có thể làm bệnh nặng hơn. Người bị sâu răng không nên ăn nhiều liệu. Liệu chứa nhiều đường và axit có thể làm tăng cảm giác đau răng và gây hại cho sức khỏe răng miệng. Người bị viêm dạ dày mãn tính cần thận trọng khi ăn liệu. Axit trong liệu kích thích dạ dày tiết nhiều axit hơn, gây kích ứng niêm mạc và làm nặng thêm tình trạng bệnh. Người mắc bệnh đái tháo đường chỉ nên ăn liệu với lượng vừa phải. Quả liệu chứa nhiều đường làm tăng nhanh lượng đường trong máu, không phù hợp với người bệnh đái tháo đường. Người bệnh máu khó đông, người sắp phẫu thuật cần thận trọng khi ăn liệu. Liệu giúp lưu thông máu, ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu. Tuy nhiên, chính tác dụng này sẽ không tốt đối với những người đang bị chảy máu, người sắp phẫu thuật hoặc những người có tình trạng bệnh máu khó đông.